Kính chào quý vị, các đồng chí đã dành thời gian theo dõi chuyên mục An ninh Bình Thuận. Chuyên mục tuần này có những nội dung chính sau đây. Cảnh sát giao thông Bình Thuận hỗ trợ người dân về quê ăn Tết. Tặng quà cho lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Ghi nhận xuân yêu thương Tết sum vầy. Bây giờ, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chi tiết. Hàng trăm phần quà gồm nước, trái cây, bánh chưng đã được cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân phát cho người dân về quê ăn Tết, đồng thời tuyên truyền người dân chấp hành tốt các quy định của luật giao thông đường bộ. Hành động tiếp sức cho người dân về quê ăn Tết là hành động đẹp đã được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện trong 2 năm qua và nhận được nhiều sự đồng hành giúp sức từ các tổ chức thiện nguyện. Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận trong những dịp cuối năm có rất đông phương tiện di chuyển, hầu hết là sinh viên, công nhân từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh miền Trung đón Tết Nguyên Đán. Những việc làm thiết thực ý nghĩa của lực lượng cảnh sát giao thông Bình Thuận khiến nhiều người dân bất ngờ và cảm động. Thì giờ thời gian cũng cận Tết rồi, nhà mình cũng về. Mình có đi qua cái trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân này, thì mấy cán bộ có tặng quà, thật sự mình rất là chân thành cảm ơn và rất vui vẻ. Năm nay là em thấy cái kinh tế cũng khó mà, cho nên là cũng đi trên đường cũng thấy nhiều người về, nhưng mà giờ đi ngang qua đây em thấy mấy anh tặng quà gì em cũng hơi cảm động một chút á. Ngoài việc tặng quà hỗ trợ người dân về quê ăn Tết, cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân và các thành viên hội thiện nguyện lan tỏa yêu thương cũng dành 300 phần lì xì và gấu bông cho các em nhỏ cùng cha mẹ về quê ăn Tết. Với cái sự chân thành và những cái tình cảm yêu thương của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Thuận gửi đến người dân qua cái phát quà thì cũng tuyên truyền để cho người dân nắm được cái tình hình trật tự an toàn giao thông tuyến và để cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông lái xe an toàn thuận tiện về quê đón Tết cùng với gia đình vui vẻ ấm áp trong ngày Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Việc tặng quà cho người dân của trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân và hội thiện nguyện lan tỏa yêu thương là hành động rất thiết thực, nhân văn. Từ hành động này, trên tuyến quốc lộ 1A, nhiều cá nhân tổ chức khác cũng lập những trạm tiếp sức cho người dân trên chặng đường về quê đón Tết, sum họp bên gia đình. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận, đơn vị đã quán triệt đến tất cả cán bộ chiến sĩ, đồng thời huy động lực lượng phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ giúp đỡ người tham gia giao thông. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông luôn đảm bảo quân số ứng trực 24/24 trong các ngày Tết để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết trong an lành. Sáng ngày 2 tháng 2 năm 2024, Công an tỉnh phối hợp Công an thành phố Phan Thiết tổ chức chương trình Xuân đoàn kết Tết nghĩa tình, tặng quà cho lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024, với truyền thống tương thân tương ái, chia sẻ, động viên lực lượng nòng cốt đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố Phan Thiết đã gửi lời chúc mừng năm mới và trao quà Tết cho 96 đồng chí bảo vệ dân phố, công an viên, 14 cán bộ lao động hợp đồng, 10 chiến sĩ nghĩa vụ tiểu đoàn cảnh sát cơ động E25, Bộ Công an có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Phan Thiết, Thượng tá Nguyễn Ngọc Sáu, Phó trưởng Công an thành phố Phan Thiết đã gửi những lời chúc sức khỏe đến các đồng chí tham gia lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và gia đình. Năm mới nhiều sức khỏe hạnh phúc, động viên tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu các lực lượng nòng cốt tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hỗ trợ lực lượng công an phường xã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, mang lại sự bình yên cho nhân dân. Trong năm 2023 vừa qua, lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn thành phố Phan Thiết luôn đi đầu trong công tác phối hợp cùng lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,
đã hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành tốt các mặt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đặc biệt là Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề. Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm tạo sân chơi lành mạnh và không khí vui tươi, phấn khởi những ngày đón chào năm mới trong thanh niên, hội viên, đoàn viên, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bình Thuận và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, công an tỉnh đã tổ chức hoạt động Xuân yêu thương Tết Sum vầy. Nhằm tạo sân chơi lành mạnh và không khí vui tươi phấn khởi những ngày đón chào năm mới trong thanh niên, hội viên, đoàn viên, cán bộ chiến sĩ công an Bình Thuận và thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, công an tỉnh đã tổ chức hoạt động Xuân yêu thương Tết Sum vầy. Hoạt động được tổ chức tại công an tỉnh với sự tham dự hơn 200 đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương, được chia làm 5 đội thi. Trong không khí phấn khởi vui tươi, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc công an tỉnh và Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc công an tỉnh, trưởng ban tổ chức đã trao tặng hoa và gửi lời chúc sức khỏe đến 5 đội thi và toàn thể cán bộ chiến sĩ tham gia cổ vũ năm mới sức khỏe dồi dào, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chương trình được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, sôi nổi, nhiều trò chơi dân gian, qua đó đã thu hút nhiều đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ tham gia và nhiệt tình cổ vũ. Sau lễ khai mạc là hoạt động hội chợ, các gian hàng được 5 đội thi chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều ý tưởng, những thiết kế mang đậm sắc xuân, cách sắp xếp trang trí có những điểm nhấn đặc sắc khác nhau để khơi gợi một không khí Tết đầm ấm đang cận kề. Nhiều mặt hàng Tết mang đậm nét văn hóa của từng vùng miền, địa phương tỉnh Bình Thuận được trưng bày. Toàn bộ số tiền thu được khi bán các sản phẩm hoạt động hội chợ sẽ dùng vào các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cán bộ chiến sĩ công an Bình Thuận đến nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là những ngày Tết đang cận kề. Ngoài ra, ban tổ chức còn bố trí các gian hàng không đồng, gian hàng thư pháp, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, múa lân sư rồng. Đây là một cái sân chơi để mà cán bộ chiến sĩ hòa mình vào cái không khí của mùa xuân, hòa mình vào cái không khí Tết. Đây là một cái hoạt động mà nó mang cái tính truyền thống rất là đẹp. Các bạn thể hiện hết mình cái tinh thần thi đấu luôn. Và em hy vọng thì cái hoạt động này, tất cả những cái năm tới và năm tới nữa chúng ta nên duy trì nè. Chúng ta tiếp tục tạo ra một cái sân chơi vui vẻ và hòa đồng như thế này đối với tất cả các cán bộ chiến sĩ chúng ta. Tham gia hoạt động hôm nay thì đơn vị công an thành phố Phan Thiết nói riêng và các đơn vị huyện, thị xã, thành phố nói chung thì rất là phấn khởi vì đây là một cái môi trường lành mạnh để cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị có dịp giao lưu trong cái dịp Tết đến xuân về. Bên cạnh cái hoạt động vui xuân đón Tết ngày hôm nay thì lực lượng công an thành phố Phan Thiết cũng thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội cho bà con nhân dân vui xuân đón Tết. Nằm trong chuỗi các hoạt động, phần thi gói bánh chưng đã tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử và sự sáng tạo trong lao động, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị độc đáo của di sản văn hóa đất nước. Các đội thi đã chọn nguyên liệu làm bánh ngon nhất, thao tác nhanh và khéo léo để có thể hoàn thành việc gói trong thời gian ngắn nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng. Những chiếc bánh chưng xanh do đôi bàn tay khéo léo của các đoàn viên, hội viên gói và được trang trí đặc sắc tại khu vực trưng bày. Đơn vị nào cũng cố gắng trang trí, tạo nên mâm bánh chưng đẹp nhất, ý nghĩa nhất, tạo nên một không gian đậm chất làng quê Việt Nam. Các phần thi trò chơi dân gian diễn ra rất sôi nổi, hào hứng, vui tươi với phần tranh tài của các đội thi qua các nội dung kéo co, đập heo đất, cướp cờ. Cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi làm cho ngày hội thêm vui tươi với thật nhiều hình ảnh đẹp đầy ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, rèn luyện thể dục thể thao, ý chí thi đấu hết mình của các vận động viên cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Qua đó, người chơi và cả người xem được hòa mình vào không gian vui chơi lành mạnh và rèn luyện thêm những kỹ năng phẩm chất kiên trì bền bỉ cho cuộc sống. Bên cạnh hoạt động vui xuân đón Tết, ban tổ chức đã chúc sức khỏe và trao tặng những phần quà Tết đầy ý nghĩa đến cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm qua, công an tỉnh luôn chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ nhằm hỗ trợ chia sẻ phần nào khó khăn, động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là chương trình hết sức ý nghĩa thiết thực, là một cái sân chơi lành mạnh, bổ ích
giúp cho lực lượng thanh niên, hội viên, đoàn viên công đoàn và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phát huy tính xung kích, sáng tạo và đoàn kết, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi để cho lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên, đoàn viên công đoàn cũng như là cán bộ chiến sĩ công an tỉnh thi đua lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào xuân Giáp Thìn năm 2024. Xuân yêu thương, Tết sum vầy là chương trình nhiều ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp cho thanh niên, hội viên, đoàn viên công đoàn và cán bộ chiến sĩ công an Bình Thuận phát huy tính sáng tạo, tăng cường tình đoàn kết. Chương trình còn có ý nghĩa nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, từ đó khích lệ cán bộ chiến sĩ trong việc rèn luyện, tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại công an tỉnh nói chung và công an các đơn vị địa phương nói riêng, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2024 và chào xuân Giáp Thìn 2024. Ghi nhận vừa rồi đã khép lại chuyên mục An ninh Bình Thuận tuần này. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.